Hello, xin chào các bạn ạ. Mình là Yến và đây là cái video nằm trong chuỗi video đào tạo khách hàng về kinh doanh online của Yến. Và ở cái video này thì Yến sẽ giới thiệu với các bạn về cái cách mình tìm kiếm nỗi đau khách hàng như thế nào ạ. Và cái vấn đề khách hàng thì Yến thấy là rất là nhiều bạn đang còn sai lầm trong cái chỗ. Thứ nhất là các bạn tìm kiếm nỗi đau khách hàng, các bạn đang hiểu nhầm giữa cái vấn đề khách hàng với cái nỗi đau của khách hàng. Cái vấn đề là cái đối tượng sử dụng, hướng dẫn sử dụng đấy. Khi các bạn đặt trên một cái sản phẩm, ví dụ Yến nói là cái sản phẩm thuốc trị nám đi, ví dụ cái sản phẩm thuốc trị nám thì cái vấn đề của khách hàng đó là vấn đề là khách hàng đang bị nám này, đang bị viêm da này, đấy có thể đấy là những cái vấn đề không phải là nỗi đau. Mà ví dụ Yến nói cái sản phẩm này, ví dụ Yến nói cái sản phẩm mà công nghệ sàn thì cắt này thì bên Yến đang phân phối, ví dụ sản phẩm này thì cái vấn đề của khách hàng là gì? Vấn đề của khách hàng đó là khách hàng khi sử dụng nó sẽ khô ráo sạch sẽ này, sẽ không đau vùng kinh này, sẽ mặc đồ sáng màu này, sẽ đi bơi lội được này, sẽ đi tắm biển được. Thì đấy là những cái vấn đề của khách hàng chứ không phải là nỗi đau. Và rất là nhiều bạn đang nhầm lẫn giữa vấn đề và nỗi đau. Vấn đề và nỗi đau là hai cái khái niệm nó hoàn toàn khác biệt nhau. Vấn đề của khách hàng đấy là vấn đề của khách hàng, còn về nỗi đau thì khi các bạn muốn bán hàng thành công, muốn đăng bài mà ra được đơn thì các bạn phải nhấn vào, phải xoáy sâu vào cái nỗi đau của khách hàng để cho khách hàng họ cảm thấy đúng cái thứ mà họ đang cần, đúng cái nỗi đau mà họ đang rất là khó chịu, nên là họ sẽ quyết định mua hàng của các bạn. Và cái vấn đề ví dụ như thế này, về cái thuốc trị nám của mình, cái vấn đề đó là khách hàng bị nám đúng không, bị viêm da đúng không, còn cái nỗi đau của khách hàng là gì, là bị nám thì thứ nhất thì sẽ như thế nào, thì sẽ bị người yêu chê này, chê là xấu này, đi đâu người yêu cũng không muốn rủ đi này, bởi vì là mình xấu xí. Thì đấy là cái nỗi đau của khách hàng, là họ cảm thấy mình xấu xí, không tự tin trước người yêu này. Thứ hai nữa, cái nỗi đau thứ hai là mình bị nám thì mình đi họp lớp với chồng thì bạn bè nó cảm thấy mình nó già hơn trước tuổi, và mình sẽ cảm thấy mình già hơn bạn bè và mình không xứng đôi với chồng này. Như thế đấy là cái nỗi đau của khách hàng, sẽ bị chồng chê hoặc là bạn bè của chồng chê, đồng nghiệp của mình chê, thì đấy là những cái nỗi đau của khách hàng. Và khi đăng bài thì các bạn nên đăng vào những nỗi đau của khách hàng. Điển ví dụ như thế này nữa, ví dụ cái cốc hình san này đi ạ. Ví dụ cái cốc hình san này thì khi cái vấn đề của khách hàng đó là gì, đó là sẽ bị viêm nhiễm phụ khoa thì sẽ sử dụng cái sản phẩm này. Nhưng cái nỗi đau của khách hàng đó là gì, bị viêm nhiễm phụ khoa thì thứ nhất là sẽ bị là chồng chê này, cái chuyện tình cảm của vợ chồng nó không được thoải mái này, và mình cảm thấy cái nỗi đau thứ hai đó là mình cảm thấy đau rát mỗi lúc gần gũi với chồng này. Đấy là cái vấn đề, cái nỗi đau của khách hàng. Tiếp theo nữa đó là mình sẽ cảm thấy là ngại giao tiếp với mọi người, bởi vì là mình đang bị viêm và mình trong người mình không thoải mái, mình ngại tiếp xúc với người khác và ngại trước chồng mình. Trong lúc hai vợ chồng gần gũi thì mình cảm thấy là mình đau rát này, mình không thoải mái này, mệt và mình thiếu tự tin. Thì đấy là cái nỗi đau của khách hàng. Và các bạn cần, trong cái vấn đề của khách hàng thì các bạn có thể khai thác được rất là nhiều nỗi đau. Trong một vấn đề có thể khai thác được rất là nhiều nỗi đau. Ví dụ là cái cốc người san thì nó cái nỗi đau, cái vấn đề của khách hàng là sử dụng nó thoải mái này, tự tin này. Nhưng mà cái nỗi đau của khách hàng ở đấy là mình cảm thấy là nó mình cái nỗi đau của khách hàng đấy là gì ạ? Đấy là khi sử dụng băng vệ sinh thì họ sẽ cảm thấy là ngủ không thoải mái này, không răng chân được thoải mái tự nhiên này, hoặc là đi đâu mặc quần áo thì sẽ không tự tin này, nó tràn ra ngoài, nó không tự tin này, và mình sẽ rụt rè trước đám đông, không dám giao tiếp này, mình đứng thì luôn phải ngoảnh mặt, luôn phải quay lưng vào cái hướng khác, cái hướng kín, hướng bờ tường để mình tránh được cái ánh mắt của người khác này. Thì đấy là những cái nỗi đau của khách hàng, và khi chúng ta viết vào nỗi đau của khách hàng thì họ cảm thấy đúng cái vấn đề mà họ đang gặp phải và họ sẽ cảm thấy rất là mong muốn mua hàng của các bạn. Thì đấy là cái cách tìm kiếm nỗi đau của khách hàng. Và một vấn đề các bạn có thể khai triển ra được rất là nhiều nỗi đau.
hai chuyển ra được rất là nhiều nỗi đau, chỉ một vấn đề thôi, nhưng mà nỗi đau là những cái liên quan đến cái vấn đề đó làm cho khách hàng cảm thấy đau và cảm thấy cần thiết, và họ cảm thấy muốn mua bởi vì họ giải quyết được cho khách hàng. Tức là cả những cái đó là những cái nỗi đau của khách hàng. Và một vấn đề mình có thể tìm kiếm được rất là nhiều nỗi đau của khách hàng. Những ví dụ như thế này nữa, ví dụ là cái cốc quy san anti-cup thì nó cái vấn đề đó là nó sẽ giúp cho các bạn họ tràn ra giường, tràn ra quần áo. Thì cái nỗi đau của khách hàng là gì? Là vào mùa đông mình phải ôm một đống đồ, đống chăn và ga đi giặt. Thì đấy là nỗi đau của khách hàng, đi giặt đồ vào mùa đông rất là mệt. Thì đấy, thứ nhất là cái nỗi đau thứ nhất. Thứ hai nữa đó là khi tràn ra chăn ga thì con mình hỏi sao cái gì đỏ ở ga thế này hả mẹ. Đấy, có thể là làm cho trẻ con, nó ảnh hưởng đến con cái của mình, nên là khách hàng họ cảm thấy đúng cái điều mà họ đang không mong muốn xảy ra, nên là khách hàng họ sẽ mua hàng. Vâng, và nếu cái chia sẻ của Yến mọi người cảm thấy hữu ích, và mọi người mong muốn tìm hiểu thêm về cái kinh doanh online, thì mọi người có thể là liên hệ với em Yến qua số điện thoại 0978485910, hoặc là mọi người hãy kích xuống đường link phía dưới về trang Facebook của Yến, thì Yến sẽ gửi những tài liệu để cho mọi người kinh doanh, giúp cho các bạn kinh doanh online hiệu quả hơn. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Yến, và các bạn hãy đăng ký kênh YouTube Yến Nguyễn để theo dõi nhiều video tiếp theo của Yến nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ạ.